hiện approved... tại ngay bây giờ họ báo cho biết là về cái chuyện New Hope một cái hy vọng mới à, trong cái chuyện kích thúc ngừa lần này đưa ra ở trên Hoa Kỳ đó là của hãng Johnson, Johnson. Johnson and Johnson could begin within hours. So... và trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa thì kích thúc ngừa của Johnson Johnson sẽ đi khắp nơi ở trên nước Mỹ. Hiện tại ngay bây giờ gần 51 triệu người ở trên nước Mỹ được chích thuốc ngừa một lần. Chích thuốc ngừa của hãng Pfizer hay Moderna. Ngay bây giờ về số người bị nhiễm nặng nằm trong nhà thương trở thành là được xuống một chút xíu là khoảng chừng 47.000 người. Nói đúng ra là 47.352 người. Và ngày hôm nay thì Đài sẽ đưa cho mọi người tới cái chỗ coi về cái chuyện sức khỏe của chúng ta. Và hiện tại thì họ đang nghiên cứu coi về cái phổi của chúng ta như thế nào khi mà sau cái chuyện mà COVID xảy ra thì nó sẽ ra sao. Và tại vì có một mớ người sau khi nói là hết bệnh về COVID-19, vẫn còn bị ảnh hưởng về cái chuyện này rất là nhiều. Đây, tới ngày hôm nay họ nghiên cứu sẽ báo cho chúng ta biết về chuyện này. vào buổi sáng ngày hôm nay thì thuốc ngừa của Johnson Johnson sẽ gửi tới nhiều chỗ khác nhau. And FedEx gửi Hai cái hãng UPS và FedEx họ sẽ đưa vận chuyển hàng tới nhiều chỗ khác nhau. Inside each shipment, a GPS tracker. In... Ở trong mỗi cái thùng mà gửi đi thì họ có để một cái GPS để mà họ track coi cái thùng thuốc người này đang đi tới đâu. Making... Đây là cái cô này là cái cô mà lái chở của UPS à, cái chuyến đầu tiên. Để mà đưa thuốc ngựa Cái thuốc ngựa của J&J Johnson Johnson sẽ Đưa tới cho mọi người Và sẽ chích trong vòng 24 Hoặc là 48 tiếng đồng hồ Just as the latest the... Và theo của CDC Họ tính toán For more doses faster. Hiện tại ngay bây giờ thì theo CDC nói là đang cần về cái chuyện thúc ngừa của COVID-19 càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Ngay bây giờ số người bị nhiễm COVID-19 hiện tại đang tăng lên là 2%. Và ngay bây giờ có khoảng chừng 67.200 người bị nhiễm COVID-19 mỗi ngày. Ngay bây giờ, số người chết cũng đang tăng lên là 2%. Mỗi ngày trên nước Mỹ chết là khoảng chừng 2.000 người. Trong lúc này, có nhiều tiểu bang ở trên Hoa Kỳ, họ bắt đầu mở cửa trả lời. Đây là bà Dr. Rochelle, bà nói cho mọi người biết bà kêu, làm ơn tất cả mọi người hãy nghe tôi cho kỹ. Trong lúc này, với tỷ như con Việt Nam Thiên mà nó sẽ bùng phát, nó sẽ bị nặng thêm nữa. Mấy ngày kế tiếp, thì chúng ta có thể là thua hoàn toàn những gì chúng ta đã làm liên tiếp mấy tháng này. Ngay bây giờ, cái thuốc ngừa của Johnson Johnson, J&J, thì tính ra nó giúp đỡ không có nhiều bằng hai cái thuốc ngừa của hai hãng kia. Giống như cái hãng thuốc ngừa của Moderna và Pfizer thì nói là giúp đỡ nhiều về COVID-19. Và ông Dr. Fauci, ông nói cho biết về cái chuyện mà chúng ta đem đi compare, mà so sánh giữa hãng này với hãng kia, thì nó hơi gặp khó khăn một chút xíu. Và lúc mà thử về thuốc ngừa thì họ thử thuốc ngừa lúc khác nhau và trong lúc cái thời điểm khác nhau và người nhiễm bệnh khác nhau nữa. Và trong lúc hiện tại ngay bây giờ là về cái chuyện mà Covid-19 biến thể nó đang lây nhiễm lên thì của cái hãng Johnson Johnson họ test những người vậy. Còn hồi trước là COVID-19 bình thường, cho nên nó là test cái kiểu như vậy. Cho nên nếu mà tính để mà so sánh về cái thuốc ngừa nào tốt, thuốc ngừa nào không tốt, thì hai cái thời điểm khác nhau hoàn toàn. All offer critical life -saving protection. Và cả luôn ba cái loại thuốc ngừa hiện tại bây giờ đang có, đó là những thuốc ngừa có thể cứu mạng chúng ta. Have three Ông Dr. Fauci ông nói, ngay bây giờ trên nước Mỹ là có ba thuốc ngừa, là tốt nhất trên thế giới để mà giúp đỡ cho về the COVID-19, theo của bác sĩ nói. Và thuốc ngừa này tính toán ra về cái chuyện an toàn thì rất là an toàn. Và theo thuốc ngừa của J&J, Johnson Johnson giúp đỡ cho rất là nhiều về những cái chuyện mà COVID-19 biến thể khác nhau ở trên thế giới. There were no or in any of those The... Theo họ nghiên cứu về thuốc ngừa của J&J và những gì họ học hỏi biết được, thuốc ngừa của J&J không có làm cho người ta bị chết và không có làm người ta nhập viện. Đó là những gì đang lo sợ hiện tại như bây giờ. Thuốc ngừa này tính ra như vậy rất là tốt. Theo những nhà chức trách họ báo cho biết thuốc ngừa của J&J sẽ gửi phân phát ra à, nhiều chỗ khác nhau trên nước Mỹ và mỗi chỗ đều bằng bằng với nhau. Theo của hãng J&J họ nói cho biết cuối tháng 3 họ sẽ có 20 miêu dành trúc ngựa của trên chê chui ra thêm nữa. Mask, homes, the... Và theo của ông Dr. Fauci, ông nói với tỷ như những người nào đã được chích chút ngừa rồi, thì có thể nói chuyện với người khác không cần đeo khẩu trang, nhưng mà người kia cũng là chích chút ngừa rồi thì mới được. Chứ nếu không thì cũng phải đeo khẩu trang một chút xíu đó. Vài Luster... bữa nữa, CDC sẽ đưa ra chúng ta về cái cách làm như thế nào, như thế nào, ra sao, ra sao. Thì vài bữa nữa, CDC sẽ báo cho chúng ta biết.